Chương 1114. Người đi không nổi. Đây là thật lời thề. Báo Kỵ trong lòng lẫm nhiên, hắn không nghĩ Yết Hành dám phát loại lời thế này. Người rất thông minh. Hoán Đề nhìn xem xét Yết Hành cảm thán một câu. Cái việc Báo Kỵ chứng đạo thánh nhân khả năng không lớn, nhưng một khi Báo Kỵ chứng đạo thành công, Yết Hành thành công, lấy Báo Kỵ thực lực bây giờ, Hoán Đề có thể khẳng định trở thành thánh nhân, Báo Kỵ có thể nghiền ép La Hư. Đương nhiên nếu như Báo Kỵ chứng đạo thánh nhân thất bại, Yết Hành đồng dạng đi theo Báo Kỵ trở thành pháo hôi. Mấu chốt Yết Hành không có lựa chọn à? Lấy Yết Hành trạng thái hiện tại, nếu như tìm không được một cái chỗ dựa, chỉ có thể trốn ở trong góc vĩnh viễn thành một con kiến hôi. Còn thuộc về Yết Hành thần vị, vậy thì đừng nghĩ tới. Như Yết Hành người đã từng có được thần vị, sẽ cam tâm lần nữa trở thành trong mắt người khác sâu kiến sao? Cho nên xem như đánh cược một lần, Yết Hành cũng không có bỏ lỡ. Mông Giã rốt cuộc nhịn không được đối mặt Kỵ ôm quyền nói: Mạc đạo hữu, nếu là người có thể chứng đạo thánh nhân, ta Mông Giã cũng tương tự có thể thề trở thành người thần tùy. Hoán Đề cười lạnh một tiếng: Mạc đạo hữu chứng đạo là thánh, thiếu khuyết của người là một cái thần bộc như vậy, ha ha, bản thánh chỉ nghe nói qua đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi để cho người ta nhớ kỹ, còn chưa từng nghe nói qua dệt hoa thiêu gấm để người ta nhớ. Mông Giã sắc mặt xanh lét lộ đỏ trận, có chút khó coi. Để hắn là một cái tán nhân, hiện tại liền thề trở thành Bác Kỵ thân tuy hắn không nguyện ý, dù cho Bác Kỵ thực lực mạnh hơn hắn cũng không làm thế. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là một cái tán thánh, trong chính là tán thánh thần vị, không còn lần nữa trở về hắn cũng là tán thánh. Bác Kỵ chứng đạo thánh nhân cơ hội không đủ được 1%. Bác Kỵ đúng nào, như vậy hiếm có Mông Giã trở thành hắn thân tuy. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hoán Đề. Buông ra tâm ta đi, ta đưa ngươi nhốt lại, ngươi thật không cần ta thề. Hoán Đề y nguyên coi Bác Kỵ nói lấy chơi, phải biết không để cho hắn thề, dù là Bác Kỵ có chân linh thế giới, hắn cũng thòng dòng rời khỏi. Mông Giã lóng lẩy nhìn Bác Kỵ, nhưng cũng không tốt lại khuyên. Lấy Bác Kỵ loại xu thế này, hiển nhiên là dự định buông tha Hoán Đề. Nếu như hắn còn muốn rông dài, đó là đắc tội với Hoán Đề tới chết. Ta đã buông ra tâm thần, Hoán Đề không có tiếp tục. Hắn quyết định đi trước rồi nói: Không cần thề, bị Bác Kỵ một con kiến hôi như vậy thù áp đứng lên. Hắn Hoán Đề một cái thánh nhân, còn không có như thế bị ổi. Hiện tại hắn nhục thân vẫn còn, nhiều nhất tương lai cũng là thả họ Mặc này một lần thôi. Tại Bác Kỵ không để cho hắn thề thời điểm, hắn đã quyết định đi. Theo thực tế, xem như Bác Kỵ để cho hắn thề, hắn cũng như Mông Giã nói, tại Bác Kỵ nơi này khôi phục một đoạn thời gian, hắn sẽ là rời khỏi. Thánh nhân chỉ uy nghiêm, tuyệt đối không thể nhục. Ta buông ra tâm thần, Hoán Đề nói. Không đợi Hoán Đề một câu nói xong, hắn cực kỳ cảm nhận được thân thể mình chợt lóe, lập tức rơi một cái thế giới quy tắc cực kỳ đầy đủ. Trong thế giới này chẳng những quy tắc đầy đủ, thậm chí ngay cả nhật nguyệt tinh thần, sang hà hồ nước, sông núi thảo huyền đều dần dần hình thành bên trong. Ánh mắt đảo qua giữa, hắn tựa hồ thấy mấy trăm đầu khai thiên thần linh mạch. Cái này sao có thể? Cái này không phải làm cho hắn rung động, càng làm Hoán Đề lòng kiếp sợ không thôi. Thứ này lại có thể làm cách khởi nguyên thế giới. Không để hắn thần niệm tiếp tục quét ngang, một đạo lực lượng trực tiếp cuốn lên thân thể quán, đem hắn nhốt vào mạng lớn linh dược điên ở giữa. Đi theo Bác Kỵ thanh ngầm chuyển tới: Người tại trong thế giới của ta cũng không thể ăn không. Nơi này thần linh thảo sao cho người chiếu khán. Nếu ta phát hiện thần linh thảo chiếu khán không được, người cũng không cần tất yếu tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Bác Kỵ thanh âm tiêu tán, Hoán Đề kinh hãi bước nhanh bốn chỗ xem xét. Đáng tiếc, xung quanh hắn không gian bị che đậy đứng, hắn chỉ có thể tại địa phương có thần linh thảo một cái phiến lớn này quanh quẩn. Hoán Đề hít một ngụm khí lạnh. Bác Kỵ tới cùng lai lịch là gì, lại có khởi nguyên thế giới? Trên thực tế, tu sĩ bước vào thế giới thần đằng sau, mỗi người tu sĩ đều có một thế giới hình thức ban đầu, nhưng là thế giới hình thức ban đầu cùng thế giới này hoàn toàn khác biệt. Lúc này tu sĩ thế giới nhiều nhất cất giữ được các loại vật phẩm, nhiều nhất có thể mở mang một hai khối dược điên. Mở linh dược điên ít nhất phải tu luyện tới chuẩn thánh cấp bậc. Muốn thế giới của mình có sinh linh tồn tại, như vậy cũng là thánh nhân tồn tại. Hoán Đề không có trông thấy thánh nhân thế giới, các bản quốc kỵ thế giới này bản hoàn chỉnh, có thế giới này to lớn tiềm lực. Thế này lại là một cái thế giới, đây chính là một cái vũ trụ khởi nguyên quá trình. Hoán Đề vốn là muốn đào tẩu tâm, liền lạnh như băng đứng lên.
Tại thế giới như thế này, hắn đừng bảo là trốn, xem như có lừa điểm động tác cũng không gạt được Ma Quốc Kỵ. Khó trách Ma Quốc Kỵ không cần hắn thề, đối phương đem chính mình đặt trong thế giới của hắn, trong này mọi cử động tại dưới khống chế của Ma Quốc Kỵ. Hắn Hoán Đề đi tới chỗ nào, cường đại, quá cường đại. Hoán Đề còn lại rung động Ma Quốc Kỵ thế giới thời điểm, Ma Quốc Kỵ thanh âm lần nữa truyền tới. Đúng rồi, hảo hảo giúp ta chiếu khán Linh Dược Điền, nếu làm như tốt ta cân nhắc đem Khôn Uẩn, cái thẻ Phật sạn này giúp người lấy ra. Người còn có thể lấy đi thanh Phật sạn của ta? Hoán Đề kinh dị không thôi hỏi. Người nói đi. Ma Quốc Kỵ lạnh lùng nói ba chữ về sau, liền không còn âm thanh nữa. Lòng hắn thầm nghĩ, người này Khôn Uẩn thành xẻng Phật, vết dị loang lổ này là thất Phật sạn, không biết thành thất Phật sạn này cùng với thất Phật kinh có hay không có liên hệ. Hoán Đề lần nữa cảm thấy sợ hãi. Hắn có một loại ý nghĩ, hắn Hoán Đề không phải thánh nhân, Ma Quốc Kỵ mới là thánh nhân. Mặc đạo hữu, người đem Hoán Đề thu lại. Mông Giã có chút kinh nghi bất định hỏi. Ma Quốc Kỵ cười hạ, mông đạo hữu yên tâm, không có lệnh của ta, Hoán Đề cả đời này không có cơ hội rời khỏi địa bàn của ta. Lần này ngược lại, ta muốn cảm tạ ngươi. Mông Giã lòng có chút hoài nghi, hắn vẫn ôm quyền nói, đối phó với Hoán Đề chúng ta ước định tốt, nói cảm tạ là liền khách khí. Ma Quốc Kỵ lắc đầu nói, ta không phải nói Hoán Đề mà nó nói Thiên Ngân, nếu như không phải ngươi khuyên ta một câu, ta nói không chừng động thủ thật. Bây giờ nghĩ lại, nếu như ta lúc ấy động thủ, có lẽ ta không có cơ hội lần nữa xuất hiện ở đây đối phó với Hoán Đề. Ma Quốc Kỵ lòng đích thực cảm thán, chính như hắn vừa nói, nếu như hắn lúc ấy thực sự nhịn không được muốn đối phó với Thiên Ngân, vậy chờ đợi hắn rất có thể là chạy trốn tới tận đầu tận đâu. Tại lượng kiếp trước đó Ma Quốc Kỵ không biết, Ma Quốc Kỵ khẳng định hiện tại Hoán Đề thực lực không có như là Thiên Ngân cường đại. Phải biết Thiên Ngân thánh nhân thế nhưng là nhục thân hoàn hảo, tại tịch diệt hải lắng đọng vô số năm, thời gian thần giới chữa trị, Thiên Ngân tuyệt đối là thu hoạch một cái đống lớn chỗ tốt. Hoán Đề thực lực kém xa tít tắp Thiên Ngân, còn bị thất Phật sạn xuyên qua thân thể, chịu trọng thương chính như vậy. Hắn mang theo yết hành cùng Mông Giã về công Hoán Đề, còn kém chút nữa để cho Hoán Đề đào tẩu. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng Mông Giã đối phó với Thiên Ngân đó là tự tìm đường chết. Muốn đối phó với Thiên Ngân, ít nhất phải chờ hắn hợp thần hậu kỳ rồi nói. Đến hợp thần hậu kỳ, hắn cũng không sợ Thiên Ngân gia hỏa này, điều kiện tiên quyết là gia hỏa này đừng thành thánh. Bất quá Thiên Ngân thiên địa lơ bên cạnh hắn, Thiên Ngân muốn thành thánh cũng không được. Nguyên lai là Thiên Ngân à? Mông Giã không nói gì. Thực tế nếu như Ma Quốc Kỵ thực sự muốn đối phó với Thiên Ngân, hắn sẽ là tùy thời đào tẩu, tuyệt đối không có cùng bây giờ đối phó với Hoán Đề một dạng toàn lực ứng phó. Ta muốn đi xuống xem một chút, các người liền ở đây chờ ta. Ma Quốc Kỵ thần niệm quét tới, Nguyệt Trà tu vị quá yếu, cho tới giờ còn chưa tới được đáy thao thiết cốc, dứt quát nói, ta cùng với chủ tượng một chỗ xuống. Nhất Hành lập tức nói. Ma Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, xuất ra một cái bình nhỏ hồng mông sinh tức đưa cho Nhất Hành nói, người ở chỗ này chờ ta, thuận tiện chữa thương, còn có sau này đừng gọi ta là chủ tượng, liền là sư huynh đệ xưng hô. Vâng sư huynh. Nhất Hành nói hai chữ liền khép sợ nắm bình ngọc trong tay kêu lên, hồng mông sinh tức. Không sai, chính là hồng mông sinh tức. Ma Quốc Kỵ vỗ Nhất Hành bảo vai, thân hình lóe lên đã là độn tiến vào trong thảo thiết cốc. Hồng mông sinh tức. Mông Giã cũng rung động nhìn Nhất Hành bình ngọc trong tay, hắn nghĩ không tới Ma Quốc Kỵ thế nào là hào phóng, một bình hồng mông sinh tức tùy tiện lấy ra để cho Nhất Hành kẻ mới phụ thuộc. Đa tạ sư huynh. Nhất Hành kích động đối với thảo thiết cốc kẽ khom người, ngữ khí không ngừng run rẩy. Có bình hồng mông sinh tức này, hắn chẳng mấy chốc lần nữa khôi phục lại hợp thân cảnh. Đến hợp thân đằng sau, trong lượng kiếp hắn cũng còn chút cơ hội, không tới thờ hợp thân đó chính là trò bụi. Mặc đạo hữu thực sự là người phi thường. Mông Giã thở dài. Yết Hành cười khan hai tiếng, đi đến khoảng cách Mông Giã khá xa địa phương tọa hạ, một bên hấp thu hồng mông sinh tức chữa thương, một bên chú ý tới Mông Giã. Dù hắn biết Mông Giã không dám cũng không đối với hắn hồng mông sinh tức đánh chú ý, hắn y nguyên vẫn là cẩn thận tránh ra rất nhiều. Mông Giã quét Yết Hành một chút không nói gì. Hắn mặc dù rất hâm mộ Yết Hành, cũng biết Máu Kỵ tiềm lực to lớn, để hắn phụ thuộc Máu Kỵ trở thành thân tuy hắn Mông Giã không nguyện ý. Diệt thế lượng kiếp sắp tới, vậy cũng có thể hắn Mông Giã thời cơ. Ai biết hắn Mông Giã không có tư cách trở thành thánh nhân. Một khi trở thành thánh nhân, hắn Mông Giã giống nhau là đặt chân ở vũ trụ mênh mông. Nếu là Máu Kỵ trở thành thánh nhân, mọi người đạo hữu tương xứng. Nếu Máu Kỵ không có khả năng kia, tại dưới lượng kiếp mạnh tới đầu cũng là cho bụi.
trường 1115 lại về chốn cũ. Tốc độ của Mã Kỵ nhảy xuống thao thiết cốc so với Nguyệt Minh nhanh hơn nhiều, chỉ là trong khoảng khắc liền tới bên người Nguyệt Minh, tay vẫy một cái cuốn đi Nguyệt Minh cấp tốc sâu về đáy cốc. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn liền mang theo Kỵ Ly hạ xuống rơi đáy cốc. Mặc tiền bối, Nguyệt Minh kích động gọi một câu, đem trong tay ngọc phù đưa cho Mã Kỵ. Thần niệm Mã Kỵ quét một cái không cảm thụ được bất luận cái gì địa phương bất đồng, chính chữ thần lạc thần niệm quán cũng quét không tới chỗ dị thương. Điều này làm Mã Kỵ cảm thụ được những thánh nhân này bất phàm. Hiện tại dầu gì hắn cũng là một thần trận có thể bố trí ra bát cấp, thế nhưng trước mặt Hoán Đệ hắn trận đạo còn xa xa thiếu. Đưa tay bóc nát ngọc phù trong tay, một cái hộ trận như ẩn như hiện trong mắt Mã Quốc Kỵ cùng Nguyệt Minh. Sư phụ, Nguyệt Minh kích động gọi một tiếng. Mã Kỵ giơ tay sẽ mở hộ trận đem Kỵ Ly bất tịch ôm ra. Kỵ Ly dung mạo không có bao nhiêu biến hóa, ngoài trừ trên mặt không có huyết sắc, vẫn là một cái thanh tú tuyệt luân. Cho dù là tình cảnh bị thương nặng gần ngã xuống, vẫn là khiến người ta có một loại cảm giác sạch sẽ như tranh vẽ. Chỉ là nơi mi tâm có một đạo vết kiếm, để người ta nhìn có chút thấy mà giật mình. Nguyệt Minh cố nén nước mắt tại trong góc mắt đảo quanh, lại nhìn Mao Kỵ nàng điểm ấy đạo hạnh cùng bản lĩnh, đừng nói để sư phụ Tức Hải cùng linh lạc khôi phục, chính là bảo trụ sư phụ mệnh nàng không làm được. Mao Kỵ chữ thần lạc thần niệm tại giữa Kỵ Ly linh lạc nghiền nát chuyển một cái. Mặc dù hắn không có đi theo dõi Tức Hải của Kỵ Ly, cũng biết Kỵ Ly Tức Hải cùng với linh lạc đều bị nát không chịu nổi, coi như là hoàn toàn hủy diệt. Sư phụ người tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, ta phải đi tìm linh dược cứu sư phụ người, tu vị của người quá thấp. Mã Quốc Kỵ nói chưa hết, Nguyệt Minh liền nói, tiền bối cứ việc đi đi, ta trong nơi này tu luyện chờ tiền bối. Nàng rất rõ tu vị của mình, nếu mà đi theo Mã Quốc Kỵ, đó không phải là hỗ trợ, đó là làm trở ngại chứ không giúp gì. Mã Quốc Kỵ lắc đầu, không, người cũng không thể sống ở chỗ này, Hoán Đệ đi rồi, cái chỗ này đã không an toàn, tùy thời có cường giả tới. Ta tại thần vực có một cái tông môn là Bình Phạm, người có thể đi tông môn của ta. Nguyệt Minh vội vàng gật đầu, nàng đứng vào Quốc Kỵ nói không có bất kỳ dị nghị, đã như vậy đi đi. Còn có, ta gọi là sư huynh, ta gọi sư phụ người là sư tỷ, người sau này kêu ta là sư thúc, cũng không cần cực làm tiền bối. Mã Kỵ tay vùng lên một cái, lại đem Kỵ Ly đưa vào bản thân phàm nhân giới. Hồng Mông sinh thức hạ xuống rơi vào người Kỵ Ly, bắt đầu săn sóc ân cần thân thể cùng hồn phách của Kỵ Ly. Mạc đạo hữu, chuyến này thuận lợi chứ? Mã Kỵ mang theo Nguyệt Minh vừa lên, Mông Giã nhanh chóng tới hỏi. Ở một bên chữa thương, Yết Hạnh gấp gáp mà đình chỉ chữa thương đón. Mã Kỵ gật đầu nói, sư tỷ của ta không có việc gì, chỉ là không có cực băng thiên trúc, không có cách nào để cho nàng khôi phục như cũ. Mông Giã cũng biết Mã Kỵ ý tứ, nếu mà đổi thành trước, hắn hiện tại là muốn cầu Mã Kỵ trò vào một lửa thiên cơ nê. Hiện tại hắn không có nói ra sự tình thiên cơ nê mà lại nói, Mạc đạo hữu, chúng ta lúc nào đi? Mã Kỵ biết Mông Giã ý tứ, đây là hỏi hắn lúc nào đi tìm cực băng thiên trúc. Mã Kỵ đối với Mông Giã gật đầu, sau đó lấy ra một cái quả tay bài đưa cho Yết Hành nói, Yết Hành, người mang theo Nguyệt Minh đi ta tông môn Phàm Nhân Tông tu luyện, chờ ta đi táng thần quật, ta sẽ mang người cùng đi. Dạ sư huynh, Yết Hành vội vàng khom người nói. Dùng thực lực hắn hiện giờ, Mã Kỵ muốn dẫn hắn đi táng thần quật, hắn không dám đi. Phàm Nhân Tông Yết Hành một lần qua, nơi đó thật là một nơi tu luyện vô cùng tốt, bởi vì có thất cấp khốn sát thần trận, hắn không dám động. Bây giờ nghĩ lại, hắn may mà không động. Người nói địa phương tại Thần Lục, lần nữa ngồi chuyển tống đi qua Tịch Diệt Hải tới Thần Lục. Mã Kỵ nghĩ không được hỏi một câu. Mông Giã cũng cười cười, Mạc đạo hữu, kỳ thực chỗ đó hẳn rất ít người, đó là bởi vì chỗ đó không thích hợp với tu luyện, hơn nữa đi cũng là một đường chết. Ở đâu? Mã Kỵ thốt nên hỏi. Đã tới chính chỗ này, Mông Giã nói xong thu hồi phi hành pháp bảo, hạ xuống rơi một cái thầm tường bờ sông. Mi thị trang viên, Mã Kỵ nghi hoặc nhìn trước mặt hắn là rách nát trang viên, có chút nghi ngờ hỏi một câu, nơi này bây giờ là mi thị trang viên sao? Mông Giã ngây người một cái. Mã Kỵ giải thích, năm đó ta từ Tịch Diệt Hải truyền tống tới thời điểm lên đã xuất hiện ở trang viên này, năm đó tại Tịch Diệt Hải trên Yết Hành, cái kia rùa đảo nghiền ép Yết Hành một nhóm đồ đạc, về sau lại còn ép Yết Hành nói cho hắn truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới Thần Lục. Kết quả sau khi hắn truyền tống ra đã đến mì thị trang viên, thần giới quy tắc chữa trị về sau, thần vực địa mạo còn có một bộ phận xảy ra to lớn biến hóa, mà Thần Lục địa mạo phát sinh biến hóa cũng không tính là nhiều.
Mi thị trang viên hiển nhiên không có bao nhiêu biến hóa, ngoại trừ thiên địa quy tắc hoàn thiện, đứng bên ngoài mi thị trang viên vẫn là một cái thanh mạch âm sâm. Người đã tới nơi này, cự nhiên bình yên vô sự, Mông Dã cũng nghi ngờ. Có vấn đề gì không? Bá Kỵ đáp, ta đã tới nơi này chỉ là thần niệm bị chế trụ, có một loại âm sâm cảm giác, cái khác đều không có gì. Mông Dã một bước hạ xuống rơi vào bên ngoài mi thị trang viên như phế tích, quan sát lúc sau mới thở dài. Thảo nào, nơi này sớm đã xuất hiện biến cố, dường như có người đang ở nơi này thành lập một cái trang viên. Mi thị trang viên sao? Xem ra mi thị cũng là một nhân vật rất giỏi, cự nhiên có thể ở chỗ này thành lập trang viên. Đấy cùng là chuyện gì xảy ra? Bác Kỵ hỏi. Nơi này có một cái truyền tống trận, Mông Dã nói. Không đợi Mông Dã đem lời nói xong, Bác Kỵ trực tiếp cắt lời Mông Dã nói. Ta biết nơi này có một cái truyền tống trận, ta là từ Tịch Diệt Hải truyền tống tới. Mông Dã lắc đầu. Bác đấu, ta nói không phải là Tịch Diệt Hải kia truyền tống trận. Tịch Diệt Hải cái kia truyền tống trận nhất định là xây sau. Ta nói truyền tống trận là... Ô ô, thanh âm thê lương lức lở bỗng nhiên bên trong sứt mẻ phế tích truyền ra, cắt đứt Mông Dã lời. Trang viên cỏ dại mọc thành bụi, bởi vì cái thanh âm lức lở càng lộ ra thê lương bi ai cùng âm trầm. Mông Dã cùng Bá Quốc Kỵ cười cười, hai người trực tiếp bước vào trang viên. Mông Dã chuẩn thánh sơ kỳ cảnh, dù thân thể rất yếu, tốt xấu miễn cưỡng coi như là cái chuẩn thánh. Bá Kỵ là hợp thần sơ kỳ, nhưng thực lực đó là chuẩn thánh tồn tại. Hai cường giả như vậy tới, nếu mà bị loại này lức lở thanh âm hù dọa, vậy cũng không cần tu luyện. Không nên đi vào. Hai người mới bước vào trang viên cỏ dại, một người nam tử tóc tai bù xù vọt tới kêu. Bác Kỵ quay đầu nhìn nam tử có chút quen thuộc, không đợi hắn nói chuyện, Mông Dã nói, người này thần trí bị hao tổn, hẳn mệnh không còn lâu. Bác Kỵ gật đầu, có thể cảm nhận được nam tử xảy ra vấn đề. Chẳng những thần trí bị hao tổn, hồn phách cũng có vết nứt, nguyên thần hiện ra toán loạn chi thế. Không đợi nam tử lần nữa nói chuyện, Bác Kỵ lấy ra một cái viên thuốc ném ra ngoài. Viên thuốc này chuẩn xác không có lầm, đưa vào trong miệng tên nam tử. Người nam tử xông tới lập tức chấn động, lập tức khoanh chân ngồi. Tốt đan. Tuy Bá Kỵ đem đan dược ném vào trong miệng của nam tử, thời gian chỉ như lập tức, Mông Dã vẫn như cũ thấy. Hắn nhịn được không thở dài nói. Hắn thậm chí sẽ nhịn không được hỏi Bá Kỵ, bởi vì hắn có một loại cảm giác viên thuốc này không có bất kỳ tạp chất. Điều này sao có thể? Không có tạp chất đan dược, vậy chẳng khác gì không có đan độc. Bá Kỵ cười cười không nói gì. Hắn cảm ngộ tịnh đan thần thông về sau, luyện chế ra đan dược gần như là vô đan độc. Dưới tình hình chung, hắn không tùy tiện xuất ra đan dược cứu người. Sở dĩ nam tử này cứu đi là bởi hắn cảm giác nam tử này như Tây Lăng Nho. Tại Bá Kỵ nghĩ tới, người này phải cùng Tây Lăng Nho có chút quan hệ. Tây Lăng Nho thế nhưng là tông chủ Tiểu Lăng Tiêu Tông, cùng hắn quan hệ coi như không sai, cũng như vậy giúp hắn một phần. Chỉ là không tới lửa lén hương. Nam tử tóc xõa tỉnh táo, hắn mở mắt nhìn Bá Quốc Kỵ cùng Mông Dã rất nhanh phản ứng kịp, vội vàng đứng trước mặt Bá Quốc Kỵ khom người thi lễ. Tây Phạm ra mắt Mạc tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chỉ một viên thuốc khiến cho hắn có vết nứt thân hồn phách toàn hoàn diện, loại đan dược này há có thể tầm thường. Năm đó phụ thân hắn rất tôn sùng Mạc đan sư, hiện tại xem ra Mạc đan sư quả nhiên là phi thường giỏi. Người quen biết ta, Tây Lăng Nho cùng người quan hệ thế nào? Bá Kỵ hỏi. Tây Phạm vạch mắt đỏ lên vội nói, hồi bẩm tiền bối, Tây Lăng Nho là sát phụ. Phụ thân người tốt không? Bá Kỵ thấy Tây Phạm loại trạng thái này, suy đoán Tây Lăng Nho hẳn xảy ra vấn đề. Tây Phạm chỉ về mi thị trang viên hoang vu âm u nói, sát phụ năm đó tiến vào mi thị trang viên không còn tung tích, vãn bối tu vị thấp không dám tiến vào trang viên, vẫn tại bên ngoài chờ sát phụ. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy không có lửa điểm tin tức. Phụ thân người vì sao phải tiến vào mi thị trang viên? Bá Kỵ không hiểu hỏi. Mi thị trang viên không có bảo vật gì, nhiều nhất là một mảng phế tích mà thôi. Tây Phạm đáp, gia phụ là vì cứu đi Tiêu Chí Phong, Mi Thiến Thiến sư thúc. Chương 1116 Tam Tán Thánh. Bá Kỵ trước mắt lập tức hiện lên một mỹ phụ phong từ trách tuyệt. Hắn mặc dù có thể tiến vào Lăng Tiêu Thần Tông, đồng thời tại Tiểu Lăng Tiêu Tông làm ruộng cũng là bởi vì Mi Thiến Thiến hỗ trợ. Mi Thiến Thiến tại Lăng Tiêu Tông nghe thanh danh không tốt lắm, bất quá đây là đối với Bá Quốc Kỵ không có lửa phần ảnh hưởng. Hắn kết giao bằng hữu không phải nhìn đối phương thanh danh, mà là hợp thì kết giao, không hợp coi như là người thanh niên chăm tốt. Mọi người cũng là ai đấy
không đi cùng đường. Mi tỷ xảy ra chuyện gì sao? Bác kỵ đối với Mi Tiến Tiến ấn tượng vẫn rất tốt. Tây Vọng hoàn toàn bình tĩnh trầm sau lại nói: năm đó tiền bối cứu đi Mi Phong chủ, giết Tịch Vĩ, sau đó Mi Phong chủ cũng vậy đi Tiểu Lăng Tiêu Tông. Mà sau khi thần lục thiên địa quy tắc chữa trị, Mi Phong chủ bỗng nhiên trở về tìm được ta Tiểu Lăng Tiêu Tông. Mi Phong chủ không biết cùng cho ta nói chuyện gì. Ngày thứ hai Mi Phong chủ một mình đi trước Mi Thị Trang Viên. Thế nhưng là Mi Phong chủ tiến vào Mi Thị Trang Viên về sau mất tin tức. 7 ngày sau cha ta có chút bận tâm, Mi Phong chủ liền mang theo một người của Tiểu Lăng Tiêu Tông trưởng lão tiến vào Mi Thị Trang Viên tìm kiếm Mi Phong chủ. Ở bên Mông Giã đột nhiên hỏi: phụ thân người cùng Mi Phong chủ quan hệ rất tốt sao? Tây Phạm lắc đầu nói: không phải, cha ta rất kính phục người là Mạc Đan Sư tiền bối. Mi Phong chủ là Mạc Đan Sư nói cha ta hỗ trợ chăm sóc, cho nên Mi Phong chủ xảy ra chuyện cha ta tự nhiên không thể ngồi. Tây Phạm lời này nói không nói mò, chính là sau khi Tây Lăng Nho cùng Bác Kỵ chia tay, cũng thật không ngờ Bác Kỵ Thanh tự có thể đạt được loại trình độ này. Bác Kỵ Tại biết bản họ cung thanh danh càng lớn, Tây Lăng Nho càng xác định Bác Kỵ tương lai không thể thấp, lòng càng là khởi phát tâm muốn kết giao Bác Quốc Kỵ. Chỉ là hắn và Bác Quốc Kỵ về sau hầu như ngay cả mặt mũi không có cơ hội thấy. Duy nhất biện pháp kết giao Bác Quốc Kỵ chính là để cho Bác Kỵ hiểu rõ hắn coi trọng đối với bạn của Bác Quốc Kỵ. Bác Kỵ biết Tây Lăng Nho mạnh vì gạo, bạo vì tiền, là một nhân vật phi thường tinh xảo đặc sắc. Hắn cũng không hoài nghi. Tây Phạm hỏi: về sau thì sao? Tây Phạm kính cẩn nói: cho ta trước khi tiến vào Mì Thị Trang Viên nói cho ta biết, nếu mà hắn không có đi ra để cho ta có cơ hội đi tới Niết Bàn Học Cung đem chuyện này báo cho Niết Bàn Học Cung, chỉ là ta lúc đó tâm tư cứu cha ta. Sau khi cha ta mất tích tại gần Mì Thị Trang Viên thời điểm, đột nhiên thần trí bị hao tổn, khi tốt khi xấu ta như cũ đấy nhớ lời của phụ thân, không có bước vào Mì Thị Trang Viên nửa bước, chỉ là bản năng cảnh báo hết thảy người muốn đi vào Mì Thị Trang Viên. Thời điểm phụ thân người tiến vào Trang Viên là tu vị gì? Báo Kỵ lần nữa hỏi. Hợp thần tầng một cảnh giới, Tây Phạm đáp. Báo Kỵ gật đầu: ta đã biết, hiện tại ta cũng muốn cùng bằng hữu tiến vào Mì Thị Trang Viên. Người trước về Tiểu Lăng Tiêu Tông. Tây Lăng Nho hợp thần tầng một cảnh bước vào Mì Thị Trang Viên cự nhiên mất tích, có thể thấy được Mì Thị Trang Viên rất không đơn giản. Mạc tiền bối, Mì Thị Trang Viên này không thể vào, ta lập tức đi Niết Bàn Học Cung. Báo Kỵ không đợi Tây Phạm đem lời nói xong khoát tay nói: Niết Bàn Học Cung cũng vậy, không còn là Niết Bàn Học Cung năm đó. Tuy rằng vẫn là thần lục lớn nhất tông môn, bất quá có một phần biến hóa. Người đi Niết Bàn Học Cung cũng không giải quyết vấn đề. Người yên tâm, nếu như ta tại Mì Thị Trang Viên thấy phụ thân người nhất định xuất thủ cứu. Đa tạ Mạc tiền bối. Tây Phạm nhanh chóng cong người tới đất. Đi thôi Mông đạo hữu. Báo Kỵ đối với Mông Dã hô một cái trực tiếp bước vào Mì Thị Trang Viên. Mì Thị Trang Viên cùng nhiều năm trước như nhau, không có bởi vì thần lục thiên địa quy tắc chữa trị có biến hóa. Chít mà Quốc Kỵ cùng với Mông Giã tiến vào Mì Thị Trang Viên, nơi này vẫn là một mảng hoang vắng thê lãnh. Mạc đạo hữu, năm đó người từ Tịch Diệt Hải tới truyền tống trận tại vị trí nào? Hai người đi qua khu cỏ rậm rạp hoang tàn, tường đổ nát, tới chỗ sâu trong trang viên. Mông Giã một bên quan sát hoàn cảnh xung quanh, một bên dò hỏi. Báo Kỵ chỉ vào chỗ lầu các lội viện xung đầu nói: tại phía dưới này độn thổ đi xuống có thể thấy một cái nhà đá, trong nhà đá có truyền tống trận. Báo Kỵ đột nhiên dừng lại, hắn kinh dị nhìn Mông Giã. Mông Giã sắc mặt tái nhợt, cả người phát run. Một đạo nguyên thần như có như không cự nhiên chậm rãi lôi ra đầu tâm Mông Giã. Nhìn Mông Giã kinh hoàng lo lắng nhãn thần, Báo Kỵ biết Mông Giã gặp chuyện. Một loại băng hàn để người ta sợ run kéo tới. Báo Kỵ theo bản năng dùng mình. Báo Kỵ rất nhanh phản ứng kịp, thần niệm quán cái gì quét không tới. Thế nhưng hắn chữ thần là quét ngang, lập tức thấy một cái đạo thủ ấn nhuận như hiện thù lấy Mông Giã nguyên thần. Mông Giã đường đường là một cái chuẩn thánh sơ kỳ, cự nhiên không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả phát sinh cầu cứu lời đều không nói được. Báo Kỵ không chút do dự là một đạo thần niệm tiện ý đánh ra. Thức hải thần niệm bị hạn chế, hắn còn có chữ thần lạc thần niệm, thần niệm tiện ý. Sau đó phía sau Báo Kỵ bán nguyệt trọng kích hóa thành một cái đạo ánh sáng màu trắng từ hư không đánh xuống. Một cái thê lương thành ầm xé rách Mì Thị Trang Viên an tĩnh, đi theo là một cái đạo hồng mang vỡ tan, xung quanh lần nữa lâm vào bình tĩnh như trước, khôi phục như cũ. Mông Giã lau mồ hôi lạnh trên đầu nói với Máu Quốc Kỵ: đa tạ người Mạc đạo hữu, nếu không phải người xuất thủ, nguyên thần của ta đã bị tên khốn kiếp này nghiếp đi. Mông Giã nói tới đây dường như nhớ cái gì kinh dị như Máu Quốc Kỵ: nguyên thần của ngươi tại sao không bị tập kích? Hơn nữa ngươi còn có thể thi triển pháp bảo thần thông. Ở chỗ này Mông Giã có thể thi triển thần thông là bởi vì hắn có chút bí mật bản thân. Thế nhưng là Báo Kỵ vì sao có thể thi triển thần thông? Nguyên thần còn vững chắc không gì sánh được. Báo Kỵ bước vào hợp thần sau đó, nếu hắn không tận lực hiện lộ
đạo vận khí tức của mình không muốn nói mong dã, chính là Hoán Đề cũng nhìn không ra hắn là phạm nhân. Bác Kỵ không nói, cũng không để ý đến đáp lại mong dã. Hắn không có nguyên thần, ai có thể bắt đi nguyên thần quán. Về phần hắn chữ thần nạc, hắn càng không nói cho người khác biết. Mong đạo hữu, ta nghĩ có một số chuyện người cần phải nói cho ta biết, nếu không đối với chúng ta rất bất lợi. Bác Kỵ lần này giọng nói là ngưng trọng, thật sự bởi vì cực băng thiên trúc đối với Kỵ Ly quá mức trọng yếu. Nếu không, hắn thực không muốn liên thủ cùng mong dã, lúc nào cũng ấn giấu một tay. Mong dã hít sâu một hơi, lĩnh vực càng sẽ lại đem quanh thân bảo vệ, giơ tay đánh ra mấy cái đạo cách âm cấm chế, mới nói: Bác đạo hữu, chuyện bây giờ ngoài sự liệu của ta, coi như là ngươi không nói, ta cũng nói cho ngươi biết. Ngươi biết việc thân vị, biết ta là một trong tam tán thánh, tự nhiên còn biết tam tán thánh là ba người, trong đó có một tên gia hỏa là Đói Chiếu Nhân. Ta nói cực bằng tiên trúc chính là của người này. Cứ nói Đái Chiếu Nhân ở đây, Bác Kỵ nghi ngờ hỏi. Mông Giã lắc đầu, ta hiện tại không dám khẳng định. Năm đó bên trong lượng kiếp ba chúng ta tán thánh liên thủ cùng một chỗ, trên đường ta tận mắt thấy Uyên Mậu vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Ta cùng Đoái Chiếu Nhân hợp lực chạy trốn tới một chỗ hư không rừng rậm, sau đó chúng ta phân biệt đem bảo vật của mình giấu vào chỗ này hư không rừng rậm. Ta khẳng định Đoái Chiếu Nhân sẽ đem cực băng thiên trúc của hắn ẩn nấp ở đó, bởi vì Đoái Chiếu Nhân lúc đó thương thế rất nặng, thế giới của hắn không ổn, hắn tuyệt không dám đem cực băng thiên trúc đồ đạc này có thể khôi phục hắn tương lai đại đạo đặt trên cạnh mình. Về sau suy đoán của ta là chính xác, ta cũng không lâu sau tận mắt thấy Đoái Chiếu Nhân thế giới vỡ vụn. Sau đó thì sao? Lão Hoa Kỵ không còn kỳ vọng như trước. Đã nhiều năm như vậy, coi như là trước đây Đoái Chiếu Nhân đem cực băng thiên trúc giấu ở phiến hư không rừng rậm, nói không chừng tên kia sớm đã thu hồi lại. Về sau ta liên thủ với Đoái Chiếu Nhân từ nơi này phiến hư không rừng rậm bố trí một cái hư không truyền tống trận, kết quả truyền đưa người đến người nói Mi Thị Trang Viên. Chúng ta ghi chép xuống vị trí truyền tống, ở chỗ này khắc một phần truyền tống trận văn về sau, hẹn cùng nhau rời đi. Mông Giã tiếp tục nói. Bác Kỵ cao mày hỏi, người thế nào khẳng định Đoái Chiếu Nhân chưa có về? Nói không chừng hắn đã về, sau đó còn bố trí truyền tống trận, rồi cái này phiến hư không rừng rậm đem đồ đạc lấy đi. Mông Giã lắc đầu, bởi vì trước đây thời điểm bố trí truyền tống trận đến này chủ yếu dựa vào ta, Đoái Chiếu Nhân trận đạo xa xa không bằng ta, dù cho hắn có tới nơi đây cũng không thể một mình hoàn thành bố trí truyền tống trận sự tình. Bất quá, ta hiện tại có chút hoài nghi. Hoài nghi gì? Lão Mao Kỵ vừa nhảy, hắn chỉ lo lắng Đoái Chiếu Nhân lấy đi cực băng thiên trúc. Mông Giã đáp, ta hoài nghi Đoái Chiếu Nhân bây giờ đã triệt để hồi phục, nếu không hắn căn bản không có năng lực rút ra nguyên thần của ta. Còn có một câu hắn không nói, Đoái Chiếu Nhân rút nguyên thần của hắn rất có thể bức bách hoàn toàn hư không truyền thống trận. Nếu mà thực lực Đoái Chiếu Nhân vượt qua hắn và Mao Kỵ, vậy hắn Mông Giã thế nào lựa chọn là hai việc khác nhau. Các người trước đây khắc xuống truyền tống trận ở địa phương nào, mang ta đi qua. Bác Kỵ nhìn chăm chăm Mông Giã rồi chậm giọng nói.